Xin chào tất cả các em học sinh khối 11. Trong buổi học hôm nay, thầy cùng các em tìm hiểu bài giảng cấp số cộng. Mời các em cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần kiến thức cần nhớ. Xét cấp số cộng U1, U2, U3, ...UN. Công sai D. Công sai là D nhỏ. D nhỏ thì bằng U2 trừ U1, bằng U3 trừ U2, vân vân. Số hạng thứ N là UN bằng U1 cộng cho N trừ 1 nhân cho D. Điều kiện là N lớn bằng 2. U2 tính U2 thì bằng U1 cộng cho 2 trừ 1 nhân D. Vậy U2 chính là bằng U1 cộng cho D. U3 thì bằng U1 cộng cho 3 trừ 1 nhân D. U3 chính là bằng U1 cộng cho 2D. Số hạng thứ N hay gọi là số hạng tổng quát, tổng của cấp số cộng. Từ U1 tới UN thì nó có N số hạng. Do đó tổng của cấp số cộng là XN bằng N nhân cho U1 cộng UN tất cả chia 2. Mà em lưu ý là UN thì bằng gì? U1 này cộng cho UN. Mà UN thì bằng gì? U1 cộng N trừ 1 nhân D. U1 cho cộng cho N trừ 1 nhân cho D. Và nó chính là bằng 2 U1 cộng cho N trừ 1 nhân cho D. Do đó thì XN bằng N nhân cho U1 cộng UN chia 2 thì bằng N nhân cho 2 lần U1 cộng N trừ 1 nhân D tất cả chia cho 2. U1 cộng U3 thì bằng 2 U2. U1, U2, U3. Vậy U1 cộng U3 chắc chắn bằng 2 lần U2. Ví dụ cho cấp số cộng 123...2020. Tính câu A tính D, có nghĩa là tính công sai á. Câu B là tính U101. Câu C là tính X2020. Đối với câu A, D thì bằng gì? Mình thấy là U1 là 1 này, U2 là 2, U3 là 3. Thì D chính là bằng công sai D bằng gì? U2 trừ U gì? U1. Chính là 2 trừ 1. 2 trừ 1 là bằng 1. U101. UN thì bằng U1 cộng N trừ 1 nhân D. Do đó U101 thì nó bằng U1 cộng cho 101 trừ 1. 101 trừ đi 1 nhân cho D. D có rồi. D bằng mấy? D bằng 1. Nhân cho D đi. D đây rồi. D. Rồi. Bằng U1 thì chúng ta thay bằng mấy vô đây? U1 bằng gì? Bằng 1. U1 bằng 1. 101 trừ 1 là còn 100. Nhân D là nhân cho 1. 1 cộng 100 nhân 1 là bằng 101. X2020. Từ 1 tới 2020 thì nó có 2020 số hạng. Do đó X2020 sẽ bằng N. N ở đây chính là 2020 nhân cho 2 lần U1, nghĩa là 2 nhân gì? U1 chính là 1. 2 nhân 1 cộng cho N trừ 1. N trừ 1 nhân D. N ở đây chính là 2020 trừ cho 1. Nhân D là nhân cho 1. Nhân D chính là nhân cho 1. Tất cả cái này đem chia cho 2. X2020 là bằng 2020 nhân cho 2 nhân 1 này cộng cho N trừ 1 chính là 2020 trừ 1 nhân cho D là nhân cho 1 tất cả chia 2 bằng
2020 chia 2 là bao nhiêu đây? 2020 chia cho 2 được 1010. 1010. Ở bên trong này là 2 này, đúng không? Cái đây là 2020 trừ 1 nhân cho 1 chính là 2019. Vậy 2 cộng cho 2019 là bằng 2021. Và nhân cho 2021. 1010 nhân cho 2021. Kết quả là số rất là to. Kết quả là bằng 2041210. Hai này 0411210. X 2020 là được 2041210. Vậy các em nhớ là công sai thì lấy gì? U2 trừ U1 hoặc là U3 trừ U2. Số hạng thứ nào là UN bằng U1 cộng N trừ 1 tất cả nhân đi. Tổng của cấp số cộng là XN bằng N nhân U1 cộng N chia 2 hoặc là bằng N nhân cho 2U1 cộng N trừ 1 nhân D tất cả chia cho 2. Và thầy giải thích thêm này, U1 cộng U3 bằng 2U2. Em thấy cái này là U1 đúng không? 1 chính là U1, 2 chính là U2, 3 chính là U3. Bây giờ em lấy U1 nè, U1 em cộng cho, em lấy U1 là có số gì? Số 1. U3 là số gì? Số 3. Em lấy 1 em cộng cho 3, nó có bằng 2 lần U2 không? U1 cộng U3 bằng 2 lần U2 nữa. U1 cộng 3 nó có bằng 2 x 2 không? Đó, 1 cộng 3 chính là 2 x 2. 1 cộng 3 bằng 2 x 2. Vậy U1 cộng U3 là bằng 2 lần U2, nhớ chưa? Cấp số cộng thì tuân theo như vậy đó. Cấp số cộng là U1, nếu mà U1, U2, U3 chấm 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 tới UN nó tạo thành cấp số cộng thì U1 cộng U3 nó sẽ bằng 2 lần U2. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.